Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa a? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu. Tập 61. Chương 601, doanh nhân nổi tiếng Giang Cần 2. Trong lúc các giáo viên bộ môn đang nghị luận sôi nổi, thầy Tống, người vốn từng phụ trách lớp A2 kéo vali đi vào, sau khi ngồi xuống liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm trước, y đi công tác ở một trường có tỷ lệ trúng tuyển rất cao ở Lâm Xuyên, một phút trước vừa mới xuống xe, mệt đến mức ngay cả nhà cũng không muốn về. Đúng rồi, mọi người còn nhớ Giang Cần ở lớp chúng ta không? Lần này đi Lâm Xuyên tôi nghe được một tin tức, thằng nhóc Giang Cần kia vừa lên đại học đã bắt đầu khởi nghiệp, hiện tại tài sản đã gần chục triệu. Tôi cũng không biết thật hay giả, nhưng danh tiếng của cậu ta tuyệt đối là thật, rất nhiều phương tiện truyền thông chính thống ở Lâm Xuyên đều đang đưa về tin cậu ta. Thầy Tống móc từ trong túi áo ra một tờ báo để tôi đọc cho mọi người nghe. Giang Cần, người Tế Châu, tốt nghiệp trung học phổ thông Thành Nam, hiện tại đang là sinh viên Đại học Lâm Xuyên. Năm thứ nhất đã giành được danh hiệu ngôi sao học tập, sau đó lại liên tiếp khởi nghiệp, trở thành một doanh nhân trẻ nổi tiếng ở thành phố Lâm Xuyên. Mặc dù năm nay mới chỉ 19 tuổi, nhưng cậu ấy đã liên tiếp thành lập Zihu và Manti Group, kích thích tiêu dùng ở Lâm Xuyên, kéo theo sản xuất công nghiệp phát triển. Lời nói vừa dứt, các giáo viên trong văn phòng sửng sốt hồi lâu, sau đó nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sao không ai nói gì vậy? Chẳng lẽ không khiếp sợ sao? Lúc tôi nhìn thấy cũng thiếu chút nữa đã bay lên trời. Thầy Tống cứ nghĩ khi y nói ra tin tức này thì cả văn phòng phải ồ lên mới đúng, sao người sau lại có biểu cảm kỳ quái hơn người trước thế này. Nhưng y đâu biết rằng trước khi y về đây, mọi người đã thảo luận với nhau về Giang Cần rồi, thậm chí còn sản sinh ra được mấy cái biệt hiệu rồi ấy chứ. Học tập cũng ổn, mấy thứ khác đều bình thường, gia cảnh bình thường, không có một điểm sáng nào cả. Kết quả mới nói xong, Giang Cần đã trở thành ngôi sao học tập đầu tiên của Lâm Đại rồi, mà cái này thì cũng chưa là cái gì. Quan trọng nhất là Giang Cần lại là doanh nhân trẻ chứ danh đến từ Lâm Đại có tài sản gần 10 triệu kia cơ, hai thân phận này thật sự cách nhau quá lớn đi. Mấy giáo viên trong văn phòng nhìn nhau một lúc, cuối cùng súng cả lại nghiên cứu tờ báo kia cả nửa ngày, nghiên cứu xong cũng chẳng có ai nói với ai câu nào. Bên đăng tin cũng không phải tờ báo nhỏ không chính thống gì, có thể lên được báo Tài chính và Kinh tế và báo Thanh niên thì đã chứng tỏ được chắc chắn sự việc bên trong là sự thật. Dù cho số liệu có không thật đi chăng nữa thì chuyện đó cũng là thật. Tuy người ta không phải là phú nhị đại nhưng mà người ta là phú nhất đại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đó trời. Nếu nói như vậy thì ánh mắt của bọn họ cũng không phải kém bình thường đâu. Chủ nhiệm lớp A1 đẩy mắt kính lên rồi im lặng đi về chỗ ngồi của mình, bắt đầu tập trung viết báo cáo của mình. Những giáo viên khác cũng không khác là bao, đều giả vờ như vừa nãy chưa từng nói chuyện liên quan tới Giang Cần. Màn này khiến thầy Tống càng khó hiểu hơn nữa. Học sinh cũ của tôi mới 19 tuổi mà đã có tài sản gần 10 triệu, mà mấy người không thấy khiếp sợ tí nào hả? Toàn là thể loại gì vậy chứ? Lúc này, Giang Cần cũng không biết hình tượng của bản thân trong mắt giáo viên cũ đã thay đổi nhanh đến mức nào, hắn còn đang chờ tiểu phú bà trang điểm trong tiệm chụp ảnh Hải Âu đây. Hôm nay tiểu phú bà mặc một bộ váy liền màu trắng, gương mặt xinh đẹp tinh xảo như tác phẩm được chạm khắc từ ngọc quý. Mặt mày như họa, đôi môi đỏ mọng phối với biểu cảm lạnh lùng quả thực đã khiến những cô gái khác trong tiệm bị lu mờ. Chị gái trang điểm giơ cọ trong tay lên thử trên gương mặt, hồi lâu, song hoàn toàn không biết nên xuống tay như thế nào mới phải. Sợ bản thân thêu hoa trên gấm lại làm hỏng gương mặt xinh đẹp hồn nhiên bẩm sinh này thì chết dở. Cuối cùng tiểu phú bà chỉ bôi thêm đúng màu son tươi hơn một chút. Thợ trang điểm cảm thấy bản thân là phế vật, vì vậy nên đã tuyên bố đổi qua trang điểm cho người khác. Cũng chính là Giang Cần, cô Tô Tô vẽ nhiệt tình như thể muốn bù lại hết phần của Phùng Nam Thư lên mặt hắn. Giang Cần không hề hài lòng với việc này. Tiểu phú bà quá đẹp, có thể thông cảm cho việc không thể xuống tay được của thợ trang điểm nhưng mà tôi cũng đẹp trai có kém gì đâu, chị chăm chỉ thế để làm cái gì. Cứ như là mặt tôi có nhiều khuyết điểm lắm vậy. Anh ngẩng đầu lên một chút giúp em với ạ. Nghe thợ trang điểm nói vậy, Giang Cần cũng hợp tác ngẩng lên.
Sau khi ngẩng lên thì thấy được tiểu phú bà sắp chảy cả nước miếng rồi nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng trong gương. Có thấy bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của mình không? Giang cần học theo biểu cảm của cô. Chương 602, đến cả tên cũng nghĩ xong rồi. 1. Phùng Nam Thư gật đầu rất nghiêm túc. Giang cần, mình chắc chắn sẽ kết bạn với cậu. Giang cần im lặng nhìn cô. Hôm nay cậu vui đến mức nào mà cái miệng nhỏ ngọt dữ vậy? Nhưng mà mình vẫn phải cảnh báo cậu, đừng bao giờ chìm đắm vào nhan sắc của ai đó quá sâu như vậy. Vậy sau này cậu đừng đẹp trai quá thì mình vẫn có thể cố gắng nhịn xuống. Thợ trang điểm ngồi cạnh cười toe toét ăn cơm chó. Sau đó đôi tay cô cũng đã rời khỏi gương mặt của Giang Cần. Xong rồi anh ạ. Bố mẹ mình đâu rồi? Giang Cần quay qua hỏi cô. Hai bác không muốn trang điểm nên đã lên studio ở tầng 2 chờ rồi. Vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Thợ trang điểm vội vàng gọi bọn họ lại. Anh ơi, anh chưa thay đồ kìa. Giang Cần nhìn thoáng qua quần đùi và áo phông chữ T trên người mình. Đẹp trai như vậy rồi mà vẫn chưa được nữa hả? Anh vẫn nên đi thay âu phục đi ạ. Đây là yêu cầu của hai bác. Anh đi thẳng rồi quẹo phải là thấy phòng thử đồ đó ạ. Âu phục à? Giang Cần suy nghĩ một lúc thì nhớ ra đúng là bố mẹ mình chưa nhìn thấy bộ dạng khi mặc âu phục của mình thật, cho nên hắn cũng không từ chối nữa mà bước vào phòng thay đồ, lựa một bộ âu phục đen. Sau khi thay quần áo xong, Phùng Nam Thư đưa cho hắn một cái cà vạt màu xanh nước biển. Giang Cần đi tới trước tấm kính toàn thân để soi gương, Phùng Nam Thư cũng đi tới dựa vào người hắn, hai người ngơ ngẩn nhìn người còn lại ở trong gương, cứ như là bị ai dán bùa đứng im vào người. Tiếp đó không biết Giang Cần nghĩ tới cảnh tượng gì, mà dù ánh mắt thất thần nhưng vẫn nở nụ cười ngờ nghệch để lộ ra hàm răng trắng bên trong. Hình như trong đầu hắn đang có một cảnh tượng cực kỳ đẹp đẽ. Được rồi, không được nhìn nữa, nếu hình ảnh ấy thâm nhập vào trái tim rồi thì khó mà lấy ra lắm. Hắn bỗng sực tỉnh ra, tay trái che mắt mình, tay phải che mắt tiểu phú bà rồi dựa theo cảm giác bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng thay đồ. Tầng 2 của tiệm chụp ảnh Hải Âu rất lớn, được chia ra làm 6 phòng, ngăn cách nhau bằng pha lê, lúc hai người lên tới nơi thì đã thấy có 5 nhóm khách đang quay chụp rồi. Giang Cần nhìn xung quanh một vòng, chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra Viên Hữu Cầm và Giang Chính Hoành ở phòng thứ 3. Hai vợ chồng họ cũng đã ngồi đợi ở đây một thời gian dài rồi, lúc thấy Phùng Nam Thư mặc váy trắng và đứa con trai mặc âu phục đen của mình cùng đi tới, thì hai người cũng xuất thần, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh vô cùng tốt đẹp. Bố, mẹ... Hai người đang nghĩ gì vậy? Đừng quấy rồi, mẹ đang đặt tên. Sau đó gia đình bốn người bắt đầu quá trình quay chụp dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia. Bước đầu tiên của bọn họ là cả bốn người đều đứng. Giang Cần và Phùng Nam Thư đứng ở giữa, hai bên là Giang Chính Hoành và Viên Hữu Cầm, background màu hồng nhạt trông cực kỳ hạnh phúc hài hòa. Sau đó là Viên Hữu Cầm và Giang Chính Hoành ngồi ở đằng trước, Phùng Nam Thư và Giang Cần đứng ở phía sau. Tới khi chụp xong ảnh bốn người, thì hai người đàn ông bị trục xuất khỏi đội ngũ. Chủ còn lại Viên Hữu Cầm và Phùng Nam Thư không ngừng thay đổi tư thế trong tiếng chụp liên hồi, trông hai người cũng không khác hai mẹ con ruột là bao. Giang Chính Hoành móc một nắm hạt dưa từ trong túi ra đưa cho Giang Cần. Nam Thư là một cô bé tốt, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Ai thấy cũng phải khen, nhưng bố nghĩ con cũng biết là gia cảnh của nhà con bé không hợp với chúng ta, chỉ có mẹ con vô tư không nghĩ nhiều, cả ngày cứ thích suy nghĩ vẩn vơ thôi. Giang Cần nhận hạt dưa mà không nói gì. Nhóc con, rốt cuộc anh nghĩ gì trong lòng thế hả? Đừng để mẹ mày thất tình theo anh đấy. Bố, bố lúc nào cũng tỉnh táo thế sao không khuyên nhủ mẹ đi? Kia là thiên kim tiểu thư ngồi Bentley đó, gia đình của chúng ta thì thế nào? Môn không đăng mà hộ cũng chả đối. Giang Chính Hoành vừa cắn hạt dưa vừa mở miệng, khuyên mẹ anh thì có ích gì, người ra quyết định cuối cùng là anh cơ mà. Giang Cần cắn xong hạt dưa trong tay rồi lại xòe tay ra tiếp. Lão Giang, con muốn ăn nữa. Hết rồi, chỗ còn lại là của mẹ anh. Hóa ra thói quen thích mớm cho. Người khác này của con là từ bố mà ra à? Đúng là mưa dầm thấm đất thật. Giang Chính Hoành hạ âm lượng xuống. Mẹ anh nói nhiều quá nên lần nào ra cửa tôi cũng phải mang ít đồ ăn vặt cho mẹ anh. Ít ra có thể làm suy giảm được 30% sức chiến đấu của mẹ anh. Đây đều là triết học đối nhân xử thế của đàn ông cả đấy. Lúc đang nói chuyện thì bà Viên Hữu Cầm lại vẫy vẫy tay với bọn họ. Giang Cần, mẹ anh không chụp nổi nữa rồi, anh mau qua chụp với Nam Thư mấy tấm đi. Con biết rồi mẹ. Giang Cần chỉnh trang lại âu phục,
cài cúc đàng hoàng lại rồi bước tới chỗ chụp. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 603, đến cả tên cũng nghĩ xong rồi. 2. Nhiếp ảnh gia giơ máy lên bắt đầu chỉ đạo hai người. Đúng rồi, ánh mắt của quý cô này tốt lắm. Hình như nãy giờ cô toàn nhìn quý ông này như vậy thì phải, cố gắng bảo trì nào. Được rồi, chúng ta đổi kiểu khác nào, thêm một tấm nhìn nhau cười nữa nào. Quý ông, anh ngồi ở cái ghế đằng trước kia đi, người hơi nghiêng sang phải, quý cô đỡ lấy bả vai của ảnh ấy. Thật ra không cần nhìn chăm chú thế mãi đâu, thi thoảng quan tâm đến camera của tôi một chút đi ạ, cảm ơn. Nhiếp ảnh gia không ngừng nháy máy, quý ông, giờ đến phiên anh nhìn quý cô này rồi đấy. Không sai, đúng là góc này. Xịt, quý ông, ánh mắt anh thâm tình quá rồi, không cần thâm tình sớm quá như vậy được không? Bình thản chút đi, lát nữa còn có cảnh cần thâm tình đấy, đến lúc ấy tôi sẽ báo trước. Giang Cần chỉ biết trầm mặc. Tới chiều, khi ảnh chụp xong hết rồi, nhiếp ảnh gia mới chuyển ảnh vào máy tính để bọn họ chọn nên chỉnh sửa thế nào và muốn in ấn ra sao. Trong quá trình này, ánh mắt Phùng Nam Thư vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ. Cái này thích mà cái kia cũng thích, cô thích đến mức muốn in hết chúng ra để nhét vào album luôn ấy. Giang Cần xua xua tay, thôi, không chọn nữa, chỉnh sửa lộng lẫy rồi in hết đống này ra đi, mỗi tấm in hai ảnh. Nhóc con, tiêu tiền hào phóng đấy. Viên Hữu Cầm liếc con trai mình một cái. Con đã nói là con là ông chủ của muốn chăm sinh viên đi làm thêm ở trong trường rồi mà, giờ đã kiếm được không ít tiền rồi mà mẹ, nếu mẹ muốn hết thì con nhất định sẽ báo hiếu. Viên Hữu Cầm cười, con trai, mẹ bảo là muốn hết đống này bao giờ vậy? Không phải Nam Thư mới là người nói điều đó à? Điều này không quan trọng, quan trọng là có muốn hay không đây. Lấy hết, mình có nhiều tiền lắm. Phùng Nam Thư lấy ví tiền nhỏ dày cộp của mình ra. Giang Cần nhìn về phía nhân viên phụ trách chỉnh sửa đang lựa ảnh, nếu mà bọn tôi lấy hết ảnh thì chắc tiệm cũng phải tặng thêm chút đồ chứ ha. Có mười mấy khung ảnh thuần gỗ không? Kiểu dáng trông cao cấp cấp chút. À đúng rồi, tiệm ảnh của anh có dự định mở chi nhánh ở Lâm Xuyên không? Tôi có thể hỗ trợ đấy. Anh tặng thêm cho tôi mấy cái khung nữa là được. Ấy mà thôi bỏ đi, tặng tiệm chụp ảnh này cho tôi luôn đi. Anh có thể đi được rồi. Nhân viên chỉnh ảnh. Tiệm chụp ảnh có định mở chi nhánh mới hay không thì hắn không biết. Nhưng sau khi rời khỏi tiệm chụp ảnh Hải Âu không bao lâu thì phòng Tiểu Tuyền đã gọi tới. Báo là cổ đã hoàn thành xong việc tìm cửa hàng ở mặt đường cho quán hỉ điềm thứ 5 rồi, cũng đã gửi tới mail hắn rồi. Vừa hay chuyện Dương Ký mở chi nhánh ở Lâm Xuyên cũng đã được đưa lên lịch trình, nên Giang Cần cho phòng Tiểu Tuyền phụ trách luôn cả vụ tuyển cửa hàng này. Những ngày sau, sinh hoạt bắt đầu trở nên bình thản an nhàn hơn, không khác gì ngày nghỉ hè thông thường cả. Sau một tháng ham ăn lười làm, đứa con trai đi xa học hành thành công bị bà mẹ già của mình lải nhải. Nhưng vì hôm nào tiểu phú bà cũng xuất hiện trong nhà Giang Cần, khiến mỗi lần Viên Hữu Cầm định giáo dục hắn nhưng thấy mặt cô thì lại có cảm giác mờ mịt không dám rút kiếm. Mẹ ơi, con muốn ăn dưa hấu. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, anh không biết tự đi mà bổ dưa hấu hay sao? Giang Cần nhìn dưa hấu do người mẹ khẩu xà tâm Phật của mình bưng tới, thầm nghĩ tiểu phú bà mới đúng là phương pháp gắn bó tình mẫu tử hay nhất nha. 12 tháng 7, Tế Châu Oi Bức cuối cùng được đón một trận mưa lớn, trận mưa ấy xua đi sự nóng bức khiến người ta kêu khổ không ngừng. Lúc ấy trên bầu trời thành phố vang lên từng đợt tiếng sấm nổ, theo đó là những giọt mưa cực lớn rơi xuống mặt nước. Chẳng bao lâu sau, nước mưa đã tụ lại thành dòng nước ở trên mặt đường, dòng nước ấy dồn dập dồi dào đến nỗi cống thoát nước không thể tiêu thụ hết được. Mà lúc bấy giờ, Giang Cần đang ngồi trước máy tính gõ chữ, tuyên bố trong nhóm công việc của 208 rằng team building sẽ được diễn ra ở 4 thành phố phía Bắc. Mỗi thành phố sẽ ở lại 3 ngày, đến lúc đó mọi người sẽ tụ lại cùng nhau hưởng lạc. Một giây sau, tài khoản của hắn bị cấm ngôn một ngày. Tôi lại to gan chặn ông chủ, bởi vì cứ có một sự cảm xấu cứ quanh quẩn trong lòng tôi mãi thôi. Ngụy Lan Lan, nếu như nhớ không lầm, thì hình như 4 thành phố này là 4 trạm trong giai đoạn trước của kế hoạch mở rộng Zihu. Đồng Văn Hào, thằng này được, tôi cảm thấy kỳ nghỉ hè của tôi còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Tô Nại, sợ chết mất thôi, cũng may là tôi chặn nhanh. Từ Ngọc,
Nhanh cũng thế thôi, ông chủ đã sai tôi đi mua vé cho mọi người rồi, ngày mai xuất phát, tới tối là gặp nhau được rồi. Đàm Thanh, trời nóng như vậy mà sao ông chủ không đưa chúng ta đi tới chỗ nào mát mẻ vậy trời? Chương 604, mình muốn ở nhà cậu, 1. Đồng Văn Hào, chỗ mát mẻ không đáng để mở rộng, nên về bản chất thì chúng ta vẫn là đi làm việc thôi. Ngụy Lan Lan, vừa nãy tôi nhận được thông báo là ông chủ muốn chúng ta mang máy tính đi cùng, không mang thì không cho mua vé về. Tô Nại, sao cậu ta không dám trực tiếp nói những lời này với chúng ta? Đồng Văn Hào, vì cậu to gan cấm chat ông chủ rồi. Giang Cần ngồi trên ghế nhìn Tô Nại điên cuồng vô tri trong nhóm mà cảm thấy vô cùng yên bình. Một lập trình viên nho nhỏ mà lại dám có ước mơ chống đối tư bản là mình đây, đúng là lấy trứng chọi đá mà. Lúc này, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã cực kỳ âm u, tiếng sấm liên hồi không dứt, trên cửa sổ cũng có giọt mưa đánh vào và không ngừng biến dạng, hình thành nên tế châu mưa bụi mơ hồ. Bỗng nhiên phòng ngủ của Giang Cần bị đẩy ra, Phùng Nam Thư buộc tóc đuôi ngựa lạnh lùng tiến vào từ phòng khách, trên tay còn cầm một hộp đào vàng đặt xuống bàn hắn. Giang Cần, mình cho cậu ăn đồ hộp này. Giang Cần bật con dao nhỏ lên, cạy ra một khe hở nhỏ ở ven nắp hộp, rồi nhẹ nhàng mở nó ra, đừng ăn nhiều quá, 3 ngày nay cậu đã ăn hết 2 hộp rồi đó. Mình mang tới cho cậu ăn mà. Phùng Nam Thư trông cực kỳ ngây thơ vô tội. Lúc cậu ăn hộp đầu tiên cũng nói như vậy, kết quả mình mới uống được một ngụm nước thôi đấy, lại còn là nước do cậu ăn thừa lại nữa. Phùng Nam Thư phồng má, cầm lấy hộp ngồi xuống giường, bắt đầu cầm thìa nhỏ xúc ăn, ăn mệt thì dựa vào góc bàn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Giang Cần, ảnh gia đình nhà mình bao giờ mới xong đây? Giang Cần duỗi người, làm xong rồi đấy, hôm qua bên đó vừa gọi cho mình bảo qua lấy. Phùng Nam Thư ngồi thẳng dậy, vậy chúng ta đi lấy đi. Còn mưa to lắm, đợi bao giờ mưa tạnh rồi đi. Phùng Nam Thư cởi giày ra, nằm xuống giường rồi chui vào trong cái chăn màu hồng, nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng gõ chữ lạch cạch của Giang Cần, trong lòng vui vẻ tự do. Gần đây, hôm nào cô cũng chạy qua đây, lần nào cũng đến khuya mới về, chủ yếu là sự ấm áp của nhà Giang Cần có một loại ma lực đặc thù đối với cô, tới là không muốn rời đi. Tuy trong biệt thự hoa viên của cô cũng có tivi, còn lớn hơn của nhà Giang Cần, sofa cũng thoải mái hơn ở nhà Giang Cần nhưng lại không có chút hấp dẫn nào với cô. Ngược lại, dù nơi này tivi nho nhỏ, sofa nho nhỏ nhưng mà chỉ cần ngồi ở chỗ này thì quảng cáo trong mắt cô cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều. Giang Cần, nếu mình không có nhà để về thì mình có thể ở luôn ở nơi này đúng không? Giang Cần nghe xong thì nheo mắt lại, đừng nói là cậu định bán biệt thự nhà mình đi đấy nhé. Phùng Nam Thư ló đầu ra khỏi ổ chăn nhìn hắn, có thể bán hả? Vậy chắc chú cung sẽ hô to lợi hại đấy, với cả chú ấy lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải đổi nhà dọn nhà, mà chú ấy đang ở nhà cậu đúng không? Nếu bán thật thì chú ấy dọn đi đâu? Cũng dọn tới nhà mình ở hả? Phùng Nam Thư mím môi rồi lại chui vào trong chăn, quay lưng lại với hắn, nhưng mà nhà cậu thoải mái thật mà. Giang Cần thấy cô cuộn lại thành một đống trong ổ chăn của mình thì mỉm cười, vậy cậu cứ ngủ ở đây một lúc đi, bao giờ trời tạnh thì mình đưa cậu đi tiệm chụp ảnh lấy album. Phùng Nam Thư đồng ý rồi nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng gõ bàn phím, ngoài cửa là tiếng mưa rơi lã chã, cộng thêm cả tiếng sấm lúc có lúc không. Tất cả chúng khiến cơn buồn ngủ ồ ạt tới như nước mưa chảy trên mặt đường, nhẹ nhàng kéo cô vào trong mộng. Thi thoảng cô gái xinh đẹp này không khác gì một con mèo cả, sẽ luôn dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi hoàn cảnh xung quanh có thể đem lại đủ cảm giác an toàn. 2 tiếng sau, trời vẫn chưa hết mưa, nhưng cũng đã có xu thế yếu bớt rồi, Phùng Nam Thư bò dậy dụi mắt, thì lại thấy Giang Cần đang ngơ ngẩn nhìn mưa ngoài cửa sổ, trong mắt tràn ngập vẻ tang thương. Giang Cần, mình dậy rồi nè, đi rửa mặt đi rồi mình đưa cậu đi lấy album, tiện đi ăn một bữa luôn. Giang Cần tắt máy tính đi rồi cầm sẵn chìa khóa xe, hắn chờ tiểu phú bà rửa xong xuôi mới lái xe tới tiệm chụp ảnh Hải Âu. Vì không bỏ rơi bức ảnh nào lại, còn in ra 2 bản nên 2 cái album cũng khá nặng, Giang Cần để đống đó vào cốp xe. Chỉ để lại 1 quyển cho tiểu phú bà, sau đó hắn tạt đại vào một tiệm cơm nhỏ nào đó để giải quyết bữa trưa hôm nay. Trong quá trình ăn, Phùng Nam Thư vẫn luôn cẩn thận lật từng tờ album một, cô nhìn mỗi người trong từng tấm ảnh mà đôi mắt cứ lấp lánh không thôi. Giang Cần đút cho cái gì là cô há mồm ăn cái nấy,
nhưng đôi mắt nhỏ đáng yêu kia chưa từng rời khỏi album, mê mẩn đến vậy sao? Giang Cần gắp một miếng ớt đút qua nhưng tiểu phú bà cũng ăn, nhai hai cái, im lặng một giây sau mới phát ra tiếng khè khè. Cậu muốn ăn nữa không? Muốn chứ. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 605, mình muốn ở nhà cậu, 2. Ăn trưa xong, hai người về tới gia viên Hồng Vinh, Giang Cần bày đống ảnh vừa lấy về ra kín cả bàn trà. Bày xong, hắn nhìn ảnh chụp chung của hai người suốt nửa ngày, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng. Xong mẹ rồi, lúc chụp, hắn còn chưa để ý Âu phục với váy trắng thì sẽ có vấn đề gì, nhưng mà sao lúc in ra, hắn lại cảm thấy giống ảnh cưới thế này. Nhưng mà cảm giác déjà vu mãnh liệt đến vậy cũng có chỗ tốt, chắc bà Viên Hữu Cầm sẽ vui vẻ lắm đây, thôi nhân cơ hội này nói vụ ra ngoài du lịch nửa tháng luôn đi. Nhưng nếu nói thẳng thì chắc chắn hắn sẽ phải hứng chịu một đợt lải nhải liên hồi, làm sao có thể tránh đi được đây. Giang Cần im lặng tự hỏi, xong lại không nhịn được mà liếc qua Phùng Nam Thư vẫn đang xem album. Buổi chiều, cửa nhà hé mở đón chào Viên Hữu Cầm và Giang Chính Hoành tan làm về nhà. Lúc đổi giày ở ngoài cửa, bọn họ đã để lại hai đôi dấu chân ướt rầm rề. Mẹ ơi, con lấy album nhà mình về rồi đấy. Nhanh thế hả? Đâu đưa mẹ xem nào. Viên Hữu Cầm vội vàng đi tới phòng khách, hớn hở khi thấy album và các ảnh chụp khác trên bàn trà, bốn người đẹp hơn ba người nhiều. Giang Cần ho khan một cái, mẹ, con muốn nói chuyện này. Với mẹ, Phùng Nam Thư muốn đi du lịch nửa tháng ở Bắc Thượng Quảng Thâm đấy, con đã hết sức khuyên bảo là bên ngoài không an toàn rồi mà cậu ấy cứ đòi đi mãi thôi. Giải thích, Bắc Thượng Quảng Thâm nghĩa là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Đây là bộ tứ kinh tế của Trung Quốc. Hết giải thích, Phùng Nam Thư ngơ ngác nhìn hắn, quá choáng. Nam Thư à, sao tự dưng cháu lại muốn ra ngoài du lịch vậy? Viên Hữu Cầm hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy bảo là cậu ấy chán ở nhà mình rồi mẹ ạ. Phùng Nam Thư trợn tròn mắt, mình không nói vậy. Giang Cần cười nhếch mép, thật ra là Thiên Kim tiểu thư nhà giàu muốn ra ngoài chơi thôi. Mẹ cũng biết Thiên Kim nhà giàu lúc nào cũng muốn đi tới trời Nam biển Bắc một vòng mỗi khi có kỳ nghỉ mà. Trong nhà có tiền mà không tiêu thì số tiền đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Cháu có đi cùng ai không? Viên Hữu Cầm hỏi một câu. Phùng Nam Thư lắc đầu, định thể hiện là mình không biết gì cả nhưng Viên Hữu Cầm lại hiểu thành cô muốn đi du lịch một mình. Không có người đi cùng thì làm sao mà được chứ, con gái đi xa một mình không an toàn đâu, hay là đừng đi nữa, cứ ở đây để dì nấu đồ ngon cho ăn mỗi ngày nghe. Đúng vậy tiểu phú bà, cậu cứ nghe lời mẹ mình nói đi, ở nhà thoải mái thế cơ mà. Cậu xem, mình ở nhà cả ngày nhưng chẳng làm gì cả, chỉ có một việc chọc tức mẹ thôi. Hôm nào cũng ngủ tới 12 giờ không thèm dậy. Tỉnh cái là há mồm đòi ăn, đi về giày vứt lung tung quần áo không giặt, mấu chốt là tối còn thức đêm không thèm ngủ. Viên Hữu Cầm im lặng một lúc rồi đứng lên, Giang Cần, dù sao thì ở nhà anh cũng không làm gì cả, chi bằng dẫn Nam Thư đi chơi một chuyến đi. Đi, mẹ dọn đồ cho anh, trong đêm tiễn anh biến khỏi cái nhà này. Giang Cần im lặng một lúc, trong lòng có một câu nói không biết có nên nói ra hay không. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn lại cảm thấy thôi, dù sao vừa được ra ngoài vừa đỡ phải nghe mấy lời lải nhải, vẫn nên tạm đừng hỏi vấn đề rốt cuộc ai mới là con ruột, đỡ bị đánh. Hắn trở lại phòng ngủ cắm USB vào máy tính, chọn mấy bức ảnh rồi gửi vào QQ. Đêm hôm đó, có rất nhiều người thức trắng không ngủ được, nức nở thầm hỏi 18 đời tổ tông của Giang Cần. Ngày 13 tháng 7 là một ngày trời nắng, Giang Cần đưa Phùng Nam Thư ra sân bay đi chuyến bay chưa tới thủ đô trước. Thủ đô giữa mùa hè vô cùng khô nóng, chất lượng không khí cũng khá kém, hít sâu một hơi là có thể dễ dàng cảm nhận được hạt trong không khí. Giang Cần ho khan hai tiếng, bắt một chiếc taxi, cùng Phùng Nam Thư đi về hướng Bắc. Ngụy Lan Lan và Từ Ngọc là hai người tới nơi đầu tiên, lúc này bọn họ đã đặt phòng khách sạn xong và đang chờ đợi ở cửa. Mà lúc này, Tô Nại cũng đã trên đường đi tới khách sạn, mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Tuy rằng lần đi ra ngoài này rất có thể là một chuyến đi công tác trá hình, khiến Tô Nại rất muốn gào lên. Nhưng dù sao thì cũng là được đi xa nhà bằng công quỹ, nói không kích động là giả dối. Một lúc lâu sau,
Giang Cần và Phùng Nam Thư mới tới khách sạn hội hợp với Ngụy Lan Lan ở đại sảnh. Ông chủ, bà chủ, lâu rồi không gặp. Lâu không gặp Lan Lan, nghỉ hè thế nào? Ngụy Lan Lan trầm ngâm một chút, cũng được, chỉ là ở nhà lâu quá hơi chán thôi. Dù sao thì cũng là mùa hè mà, không có chỗ nào để đi hết nên chỉ có thể ở nhà thôi. May mà phí du lịch là phí chung, chứ không chắc tôi lại bị bố mẹ ghét bỏ rồi. Giang Cần vui vẻ, thầm nghĩ quả nhiên mẹ nào trên đời này cũng như vậy mà thôi. Chương 606, bản chất của du lịch là công tác, 1. Đúng rồi, cậu đặt phòng rồi phải không? Sắp xếp chỗ ở đi. Ok, những người khác tới chưa? Tô Nại với Đồng Văn Hào tới rồi, tôi cũng vừa mới xếp phòng cho bọn họ đây, chắc là đang ở trong phòng nghỉ ngơi rồi, những người khác chắc vẫn đang trên đường. Giang Cần kéo vali đi tới trước thang máy, 5 giờ chiều nay có thể tới đủ hết không? Ngụy Lan Lan mở điện thoại ra nhìn tin tức chuyến bay, chắc cũng tầm đó đó. Nhưng mà chuyến bay của Lộ Phi Vũ phải tới 4 giờ 40 mới hạ cánh cơ, có thể sẽ lại tốn thêm ít thời gian di chuyển nữa. Vậy 5 giờ rưỡi tập hợp ở phòng tôi nhé, tối nay chúng ta ra ngoài lượn vài vòng đi. Thực ra câu chuyện mà đám Tô Nại bàn tán trong group QQ tối qua không có gì sai cả. Chuyến này Giang Cần dẫn bọn họ đi không chỉ với mục đích đơn thuần là vui chơi, mà là để khảo sát môi trường quảng bá sau này. Sau khi rời khỏi Lâm Xuyên, mục tiêu đầu tiên mà Giang Cần hướng đến dĩ nhiên là các thành phố tuyến 1 có nhiều tài nguyên. Với việc triển khai ở các thành phố tuyến 1, Giang Cần có thể tiếp cận nhiều thông tin hữu ích hơn, tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn. Sau đó nhanh chóng di chuyển đến các thành phố tuyến 2 và tuyến 3 để có thể nhận được nhiều sự trợ giúp khác. Tuy nhiên, việc quảng bá xuyên thành phố không phải dựa vào nghĩ là được. Phải biết bắt đầu từ vị trí nào, từ điểm vào gì, làm thế nào để điều chỉnh phương châm cho phù hợp với thị trường bản địa. Môi trường doanh nghiệp và mô hình kinh doanh ở xung quanh khu đô thị đại học có sự khác biệt như thế nào, tất cả đều yêu cầu đến tận nơi khảo sát. Tuy nhóm chấp hành nhiệm vụ mở rộng chính là bộ phận kinh doanh và bộ phận marketing, theo lý chỉ cần phái bọn họ tới đây là được. Nhưng thực tế vẫn là các trưởng phòng 208 chỉ đạo các phương hướng. Với tư cách là dê đầu đàn của một nhóm nhỏ, Giang Cần không hy vọng mọi người nhắm mắt đi đường. Người xã hội có thời gian dài để đóng quân ở đây khảo sát thị trường mở rộng. Nhưng sinh viên đại học một khi đã bắt đầu nhập học thì không có cơ hội đến, vì vậy kỳ nghỉ hè là thời điểm thích hợp để khảo sát thị trường. Đây đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Nói chính xác hơn thì nên gọi là bậc thầy quản lý thời gian của nhân viên. Là một ông chủ tốt, tất nhiên, bạn phải học cách quản lý thời gian rảnh rỗi của nhân viên một cách hiệu quả, nếu không bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền. Giang Cần đi vào trong phòng khách sạn, cất hành lý rồi đi sang bên cạnh, định cùng Phùng Nam Thư báo bình an cho người nhà. Kaka, ôm! Phùng Nam Thư vừa cầm điện thoại tra danh bạ vừa đẩy Giang Cần lên giường. Cô giẫm nhẹ vào đôi giày da rồi chui tọt vào trong lòng Giang Cần. Một loạt các động tác vô cùng nhanh nhẹn và gọn vàng. Mãi tới khi Phùng Nam Thư ngồi lên trên đùi, Giang Cần mới kịp phản ứng lại. Sao lúc ở nhà không cho mình ôm? Ngại. Phùng Nam Thư hù khuôn mặt nhỏ nói, sau đó vươn tay bấm điện thoại. Alo, gì, chúng con tới rồi. Viên Hữu Cầm nghe được âm thanh của hai người mà mình ngóng trông, thì lập tức yên tâm, nếu đã đi ra ngoài chơi thì phải chơi cho vui, muốn đi đâu kêu Giang Cần đưa cháu đi. Nếu nó không đưa cháu đi thì cứ gọi điện mách gì. Dạ. Được rồi, hai đứa mau nghỉ ngơi đi, dì đi làm đây. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Nam Thư như một con lười không muốn rời khỏi vòng tay của Giang Cần, lại còn ngọ nguậy cầm điều khiển bấm tivi lung tung, có vẻ cô không có ý định di chuyển. Giang Cần ba phần bất lực bảy phần nuông chiều ôm lấy cô vào lòng để cô không bị ngã, lại ngửi mùi hoa lan thanh nhã trên người cô, cứ thế hai người ôm nhau xem tivi cả tiếng đồng hồ. Bỏ qua thực tế, tình bạn bền chặt và vững chắc như thế này, từ xưa tới nay sợ rằng chỉ có trong điển tích Du Bá Nha đập đàn cảm ơn bạn tri âm mới có thể sánh bằng. Giang Cần còn đang miên man suy nghĩ thì cảm giác được có bàn tay nhỏ đang sờ soạng trong khe hở giữa cả hai người. Lúc này đã chạm đến cơ bụng, hắn giật mình lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không an phận lại. Phùng Nam Thư, cậu muốn làm gì? Mình muốn xem cái điện thoại dự phòng của cậu. Cái điện thoại đó đều là bí mật kinh doanh của mình, không ai được xem hết. Ca ca. Cho xem. Cái này tuyệt đối không được, đừng nói là gọi anh, ngay cả gọi bố cũng không thể đưa cậu xem được.
Khoảng 5 giờ chiều, Lộ Phi Vũ là người đến sau cùng, cũng đã hoàn tất thủ tục nhận phòng. Sau 30 phút nghỉ ngơi, y được Ngụy Lan Lan triệu tập đến phòng của Giang Cần. Tuy nhiên trước khi vào, mọi người đã chạm mặt ở hành lang và họp nhanh để phân tích xem ông chủ định vẽ hoa vẽ lá cái gì. Chuyến đi được gọi là du lịch này, rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm thời gian là thực sự có thể du lịch. Dựa vào sự hiểu biết về ông chủ và phân tích mô hình hành vi hàng ngày của ông chủ, mọi người đều cảm thấy, có lẽ 3 ngày này không có cơ hội để đi Tử Cấm Thành, ông chủ chết tiệt, quá đáng ghét. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 607, Bản Chất Của Du Lịch Là Công Tác 2. Hử, sao mọi người lại đứng ở cửa không vào? Lúc này, Giang Cần vừa đi, ra từ phòng của Phùng Nam Thư, có chút hoang mang nhìn bọn họ. Đồng Văn Hào ho khan một tiếng, chúng tôi sợ bà chủ ở bên trong, định gõ cửa trước, không ngờ cậu lại ở trong phòng bà chủ. Giang Cần gật đầu, điểm danh bằng ánh mắt, đều đến đủ rồi chứ. Đợi cả buổi chiều rồi, tôi thấy mọi người đều đói rồi, trước tiên tìm chỗ ăn cơm đi. Trong lúc ăn, tôi sẽ nói với mọi người về kế hoạch du lịch và hưởng lạc trong mấy ngày tới. Đi ăn vịt quay. Chúng ta nhiều người, ăn vịt quay phải chia thành nhiều bàn. Hơn nữa món này có rất nhiều cơ hội để ăn, hôm nay ăn lẩu nhúng nồi đồng thôi. Vịt quay ăn rất phiền phức, phải kẹp, phải cuốn, ăn không đã miệng còn tốn thời gian, không đủ cảm giác, không thích hợp để vừa ăn vừa bố trí nhiệm vụ. Vẫn phải là lẩu nhúng nồi đồng nóng hổi, thêm tương mè và ớt cay đặc biệt, vừa nghe phân công nhiệm vụ, vừa gắp thịt, không ảnh hưởng lẫn nhau. Vậy là, sau khi Phùng Nam Thư thay đồ, một nhóm hơn 10 người bước ra khỏi khách sạn, đi về phía ánh đèn rực rỡ. Theo lộ trình đã tra cứu trên mạng trước đó, bọn họ đến một quán lẩu nhúng nồi đồng ở thủ đô cổ kính có tên là Tiền Bài Hậu Bài. Công ty chi trả chi phí đi lại và ăn uống, Tô Nại và Lộ Phi Vũ không hề khách sáo với ông chủ, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Rất nhanh, nồi đồng được đun sôi bằng than củi, các loại thịt được cho vào nồi. Giang Cần cũng nhân cơ hội lúc mọi người bắt đầu ăn, thong thả bắt đầu phân công nhiệm vụ du lịch. Phụ cận chúng ta có 2 trường đại học nổi tiếng toàn quốc, đúng hơn là cổng đối cổng, hoạt động du lịch ngày mai sẽ chia thành 2 nhóm. Tôi, Tô Nại, Ngụy Lan Lan một nhóm, Đàm Thanh và Đồng Văn Hào một nhóm, những người còn lại tự phân phối. Mục đích du lịch lần này của chúng ta là tìm hiểu khu phố thương mại trong khuôn viên 2 trường đại học này và nghiên cứu điểm đột phá cho việc quảng bá sau này. Mọi người phải nhớ rằng, điểm đột phá này không chỉ dành cho quảng bá của Zihu mà còn có thể phân tích từ góc độ của Manti Group. Bởi vì tương lai, Manti Group cũng sẽ tiếp thị địa phương theo bước chân của Zihu nên mọi người phải làm 2 bản ghi chép. Ngoài ra, các cậu còn cần tìm hiểu về giá cả, tiền thuê nhà và lợi nhuận trong trường, nhớ là phải trò chuyện nhiều hơn với các chủ cửa hàng. Còn một điểm nữa, đó là thực hiện khảo sát đối với nhóm chủ cửa hàng. Nội dung khảo sát bao gồm quan điểm về tiêu dùng trực tuyến, quan điểm về giao hàng tận nơi. Tôi đã làm xong bảng câu hỏi, ngày mai in ra và phát đi là được. Nghe xong câu nói này, mọi người không khỏi nín thở. Ông chủ a à, ông chủ, cậu gọi đây là du lịch. Đây là du lịch bà mẹ gì? 3 ngày mà phải làm nhiều việc như vậy, cho dù tắt đèn, chị dậu đến đây cũng không chịu nổi. Ông chủ, cậu có còn đạo đức không? Tôi có đạo đức hay không cũng không quan trọng. Miễn là mọi người có là được. Nào, tôi gắp cho nữ lập trình viên tài ba của chúng ta một miếng thịt. Giang Cần gắp một miếng thịt bỏ vào bát. Tô Nại, ăn nhiều một chút, ngày mai mới có sức đi du lịch. Lộ Phi Vũ bưng bát đến, ông chủ, tôi cũng muốn. Được, gắp cho anh một miếng thịt nữa, còn ai muốn không? Phùng Nam Thư vỗ nhẹ vào tay áo Giang Cần, còn mình cũng muốn. Giang Cần cũng gắp cho cô một miếng thịt. Ngày mai chúng ta cố gắng nâng cao hiệu suất, sau khi hoàn thành xong công việc thì thời gian còn lại là dành cho vui chơi, nghĩ đến là thấy hào hứng rồi. Đến lúc đó tôi có thể dẫn các bạn đi xem lễ thượng cờ, sau đó đi dạo một vòng quanh Tử Cấm Thành, Vương Phủ Tỉnh cũng có thể đi. Nếu còn thời gian, biết đâu chúng ta còn có thể đi Bát Đạt Lĩnh leo Vạn Lý Trường Thành. Đồng Văn Hào mím môi, hình như leo Vạn Lý Trường Thành là phải đi xe khách đường dài, ông chủ, đổi sang công viên Olympic đi, tôi muốn đi xem tổ chim và Water Cooper. Được, chỉ cần hoàn thành tốt công việc, mọi người muốn đi đâu cũng được,
Cố lên các đồng chí, tôi ở đây múc một muỗng thịt bò khô trước nhé, mọi người cứ tự nhiên. Giang Cần vừa nói vừa cầm muôi vớt hết những lát thịt vừa nhúng vào nồi, nhân viên nòng cốt xuất sắc của 208 thấy vậy. Lập tức dùng đũa tranh đoạt, cuối cùng chỉ còn lại vài lát gừng và một đống tiêu tứ xuyên. Hơn một tiếng sau, mọi người đã ăn no căng bụng, thế là cả đám quay về khách sạn, chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai. Ngụy Lan Lan và Đàm Thanh đi mượn máy in của khách sạn để in phiếu khảo sát, những người còn lại được phân công công việc riêng, bắt đầu lên kế hoạch cho hoạt động ngày mai. Chương 608, ngày càng thông minh. Tôi nghĩ sẽ có rất ít người chịu khó ngồi xuống làm phiếu khảo sát, nếu điền bừa bãi có thể ảnh hưởng đến phân tích, thì liệu chúng ta có nên lấy tiền ra làm phần thưởng hay không? Lỗ Phi Vũ giơ tay phát biểu. Giang Cần nghe xong liền gật đầu, được, ý kiến của Phi Vũ rất hay, tiền là động lực hàng đầu. Đồng Văn Hào cũng không nhịn được mà lên tiếng, ông chủ, tôi cũng có ý kiến. Hai trường này đều quá rộng, mà chúng ta lại mới đến, chưa quen thuộc nếp sống nơi đây, rất dễ lãng phí thời gian. Chúng ta có nên thuê một sinh viên ở lại trường làm hướng dẫn viên cho chúng ta không? Được, việc này giao cho anh làm. Đi, vậy tôi lên CFS của trường họ dạo một vòng. Giang Cần nhìn hai thiếu niên linh cảm tầng tầng lớp lớp, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Vì sao hắn lại thích dùng sinh viên làm nhân viên cốt cán? Chính là vì sau bữa tối của kỳ công tác, người ta sẽ không đòi đi tìm chỗ rửa chân, phẩm chất mộc mạc biết bao nhiêu, trực tiếp khiến người ta cảm động mà. Cũng không lâu sau, Ngụy Lan Lan và Đàm Thanh ôm một đống phiếu khảo sát trở về, Giang Cần an bài bọn họ làm trước một lần, làm quen vấn đề trong đó, sau đó tuyên bố tan họp. Ngày mai thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, nghỉ ngơi thật tốt mới là vương đạo. Vì thế, mọi người lục tục rời khỏi phòng Giang Cần, cho đến khi toàn bộ đi hết, trong phòng chỉ còn lại hắn và Phùng Nam Thư. Tiểu Phú bà, nên về ngủ thôi. Mình muốn xem tivi ở đây thêm một lúc nữa. Sau đó xem mãi, liền không cẩn thận ngủ thiếp đi đúng không? Lông mi Phùng Nam Thư khẽ run, thầm nói gấu đen càng ngày càng thông minh, tựa như không còn dễ bị lừa nữa. Vì thế cô buông điều khiển từ xa xuống giường, vậy mình đi ngủ đây. Giang Cần thở dài, thầm nghĩ Phùng Nam Thư hình như càng ngày càng thông minh, thậm chí còn có chút hư hỏng. Ngày hôm sau, một buổi sáng trong xanh và đầy nắng. Từ khách sạn, mọi người chia nhau ra đi theo hướng dẫn viên được thuê từ trong trường, rầm rộ tiến vào hai trường đại học. Vì bây giờ là lúc nghỉ hè, cho nên có vô số đoàn học sinh cấp 3 từ khắp cả nước đổ về Thanh Hoa và Bắc Đại để tham quan, khiến cho khuôn viên trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Dọc hai bên cầu còn có rất nhiều sạp hàng, từ đồ ăn vặt, thức uống, cho tới các mặt hàng văn hóa thủ công, tất cả xếp dài rằng rặc như họp chợ, không khí mua bán cực kỳ tấp nập. Có lẽ vị phụ huynh nào cũng đã từng hỏi con trẻ nhà mình rằng khi lớn lên chúng muốn học Thanh Hoa hay Bắc Đại, và chắc hẳn là chúng cũng sẽ phân vân không biết chọn trường nào cả. Mà cho dù có thi đỗ hay không, thì hai ngôi trường này cũng nhờ vào câu hỏi được truyền miệng ấy mà trở thành những điểm tham quan đông đúc náo nhiệt. Nghỉ hè mà nhiều người thế này á? Xem ra chuyến đi lần này ra trò đây. Giang Cần đứng trước cổng trường Thanh Hoa giơ tay lên vẫy vẫy, kêu mọi người chia nhau ra hành động, vẫy tay là để tiết kiệm thời gian. Ngụy Lan Lan đưa Văn Cẩm Thụy đi khảo sát những người kinh doanh ở đây, tìm hiểu rõ tình hình mua bán. Tô Nại và Thời Miểu Miểu cùng đi tới tiếp cận các câu lạc bộ trong trường để phát phiếu khảo sát. Còn Giang Cần đưa Phùng Nam Thư đi dạo quanh trường. Giữa mùa hè tháng 7 chính là thời điểm nắng nóng nhất trong năm, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới khoảng 37 độ, đi bộ vài ba bước là mồ hôi đã vã ra như tắm. Nhưng nơi này dù cho có dạo lướt qua không ngừng nghỉ, thì cũng phải mất cả ngày trời mới đi được hết. Ông chủ Giang đưa bà chủ của hắn đi theo hướng của những đoàn tham quan kia, tựa như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy. Một thành phố xa lạ, một ngôi trường xa lạ khiến cho Phùng Nam Thư cảm thấy hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Cô tung tăng đi không ngừng nghỉ, ánh mắt linh động ngó nghiêng. Ban đầu Giang Cần còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bước chân tràn đầy sức mạnh dẫn đầu đằng trước, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở thành dáng vẻ hắn bị tiểu phú bà kéo đi theo sau. Có lẽ Thanh Hoa và Bắc Đại là hai trường đại học có vốn lớn nhất cả nước. Lắm tiền như vậy mà còn chẳng thèm lắp điều hòa ngoài trời, đúng là hà con mẹ nó tiện. Giang Cần lau mồ hôi khi hắn thấy nơi bày các sạp hàng tiếp theo liền kéo Phùng Nam Thư dừng lại. Trước mặt bọn họ ngay lúc này là một sân bóng rổ được quây lưới sắt,
bên trong có nhiều sinh viên ở lại trường cởi trần đang đánh bóng rổ bồm bộp. Những giọt mồ hôi lăn trên những múi cơ bụng nhấp nhô lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn vô cùng quyến rũ. Cậu không được nhìn, đây toàn là những cái xấu, nhìn nhiều mọc lẹo đấy. Giang Cần vô cùng nghiêm nghị mà che mắt của tiểu phú bà, sau đó với tay lấy một chiếc mũ gắn quạt ở quầy hàng gần đó. Kể từ khi sang thiên niên kỷ mới, sản phẩm này vô cùng phổ biến trong trường học, chất liệu của nó đa phần được làm từ nhựa. Còn phía trước mũ được đục một lỗ để gắn một chiếc động cơ như của xe dẫn động 4 bánh mini, phía trước động cơ được gắn cánh quạt. Sản phẩm cao cấp hơn thì không chỉ có quạt động cơ mà còn lắp một chiếc kính râm phía trước, vừa có thể kéo lên được lại vừa kéo xuống được. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 609, cậu có biết làm thế nào để sinh con không? 1. Giang Cần suy nghĩ, sau đó lấy một chiếc mũ màu hồng được bày trên quầy hàng, bật quạt lên rồi đội lên đầu cho tiểu phú bà. Vì đội mũ cần dùng hai tay, cho nên khi Giang Cần bỏ tay che mắt tiểu phú bà ra, cô đã rất tự giác giơ tay lên tự che mắt của bản thân. Hôm nay Phùng Nam Thư mặc một chiếc váy dài màu đen lộ ra xương quai xanh trơn bóng, trông xa thì vô cùng lạnh lùng sắc sảo. Lộ ra dáng vẻ cun ngầu ngây ngô, vậy mà đội chiếc mũ hồng này lên lại khiến cho cô trông khá kỳ quặc. Quá được luôn, thế này trông xấu hơn nhiều rồi. Giang Cần cười nhe răng, quả thực những ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu phú bà đã rời đi rồi. Cậu mát không? Mát. Giang Cần lấy trong túi áo ra một điếu thuốc lá Trung Hoa đưa cho chủ quầy. Ông chủ có mối làm ăn lớn rồi đây, lấy cho tôi thêm 13 cái nữa, phải lấy đồ mới đó. Chủ quầy cười híp cả mắt nhận lấy điếu thuốc gài lên sau tai, yên tâm đi người anh em, toàn hàng mới về đấy, tôi nhập còn chẳng đủ bán nữa là. Anh là người kinh doanh thuộc trường học à? Đúng vậy, tôi có cửa hàng trong trường nữa. Đang lúc nghỉ hè nên nhiều học sinh cấp 3 cả nước đổ về đây tham quan lắm, tôi liền mở quầy hàng bày bán ở đây luôn. Giang Cần mở bọc ni lông đựng mũ ra, kiểm tra kỹ càng từng chiếc một, miệng làm nhảm tám chuyện với chủ quầy nửa tiếng đồng hồ, từ đó moi ra được không ít thông tin hữu dụng. Ví dụ như trong trường thì chỗ nào nhiều người nhất, chỗ nào sinh viên thích lui tới nhất, cổng trường nào có tần suất sinh viên ra vào nhiều nhất. Những thông tin này đối với người ngoài thì trong chốc lát khó mà biết rõ, nhưng những người trong trường thì mấy tin này biết dễ như trở bàn tay mà thôi. Hai người cứ đi rồi lại dừng như vậy cho tới tận giữa trưa. Theo như giao kèo tối hôm qua, người của phòng 208 sẽ tập trung trở lại ở cửa hàng bánh bao bên ngoài trường. Giang Cần vừa phát mũ cho mọi người vừa nghe bọn họ báo cáo. Qua một buổi sáng khảo sát, bọn họ đã biết được không ít các địa điểm tụ tập đông người, từ đó có được những ý tưởng mơ hồ về nơi quảng cáo đầu tiên, các cách thức và hình thức thực hiện. Tuy nhiên, do không mang theo máy tính nên bọn họ không thể tạo thành văn bản ngay lập tức được, mà chỉ có thể ghi chú lại vào trong sổ trước. Ngoài ra bọn họ cũng đã phát hết phiếu khảo sát, định rằng chiều mai sẽ thu kết quả. Chỉ cần những người kinh doanh kia điền thông tin cẩn thận và nộp đúng hạn thì đều sẽ nhận được phí thủ lao. Bên cạnh đó, Đồng Văn Hào cũng đã trà trộn được vào nhóm chat QQ của những người kinh doanh thuộc trường đại học để kịp thời nắm bắt được những động thái kinh doanh mới nhất của nơi này. Tóm lại, có thể thấy rằng việc của buổi sáng ngày hôm nay vô cùng thành công và thuận lợi. Bọn họ đã xác định được rất nhiều cách tiếp thị địa phương phù hợp, mấu chốt để tăng lượng khách hàng, thậm chí còn tìm kiếm luôn cửa hàng thích hợp cho hỉ điểm. Mọi người đã vất vả rồi, tí nữa chúng ta sẽ đi đến cửa hàng vịt quay Tứ Quý Dân Phúc làm răm 30 con vịt nướng nhé. Chuyện vịt quay khoan đã ông chủ, tại sao mũ của tôi lại hình cừu vui vẻ và sói xám? Trông trẻ con chết đi được. Lộ Phi Vũ vô cùng ghét bỏ cầm chiếc mũ gắn quạt của mình. Giang Cần vo lại đống bao ni lông, vứt vào thùng rác rồi nói, chủ quầy bảo hết màu trắng rồi, còn mỗi loại này thôi. Một người đàn ông oai phong lẫm liệt như tôi sao có thể đội mấy thứ hoạt hình như thế này ra ngoài đường cơ chứ? Đồng ca, hay mình đổi cho nhau đi. Đồng Văn Hào nhìn y một cái, dùng tạm đi còn muốn gì nữa. Cậu không thấy tôi còn đang phải đội màu hồng đây à? Ăn xong bữa trưa ở trong cửa hàng bánh bao, mọi người lại chia ra hành động, tiếp tục nghiên cứu thị trường và phân tích quảng cáo. Còn Giang Cần lại đưa Phùng Nam Thư đi qua Bắc Đại để ngắm hồ không tên và tháp Bát Nhã. Hai trường đại học này không hổ là hàng xóm của nhau, không khí kinh doanh cũng chẳng khác mấy,
vừa bước vào cổng đã thấy các kiểu quầy hàng, thậm chí còn có quầy hàng bán đá sỏi nữa. Con à, bố mẹ đã mua một viên đá khắc tên của con phải cố gắng hết sức thi đỗ để tìm ra được viên đá này nhé. Một ông bố mặc áo sơ mi hoa sơ vin vào quần nghiêm túc nói với con của mình. Giang Cần là một tên cuồng làm ăn, nhìn thấy đá sỏi mà cũng có thể bán ra tiền thì thấy vô cùng lợi hại, hắn nhanh chóng kéo Phùng Nam Thư tới hỏi giá. Cô cậu muốn mua đá à? Chủ quầy hơi ngạc nhiên hỏi. Giang Cần gật gật đầu, đúng vậy, đá này bán thế nào? Hai người là học sinh cấp 3 tới đây tham quan sao? Chúng tôi là sinh viên. Chương 610, cậu có biết làm thế nào để sinh con không? 2. Chủ quầy không khỏi đánh giá họ một vòng, thế thì bây giờ hai người mua còn sớm lắm, kể cả bây giờ muốn có con cũng phải đợi thêm 18 năm nữa. 18 năm sau thì cô cậu còn nhớ mình chôn đá ở chỗ nào không? Giang Cần hỏi chấm. Phùng Nam Thư tự tin lạnh lùng nói, không sao, tôi nhớ được. Cậu nhớ cái gì? Giang Cần bí xị nhìn cô. Phùng Nam Thư híp mắt nghiêm túc nói, cho dù 18 năm nữa thì mình cũng nhớ được cục đá nằm đâu. Thế cậu có biết làm thế nào để sinh con không? Đáy mắt của tiểu phú bà chợt hiện lên vẻ mờ mịt, đứng ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Giang Cần tặc lưỡi, thầm nghĩ hắn muốn mua có cục đá thôi mà phải sinh con cờ á. Ha ha, hắn không ngốc như vậy. Ngay sau đó hắn liền kéo tiểu phú bà đi sang chỗ khác. Cuối cùng chẳng hiểu bọn họ đi đứng kiểu gì lại đi thẳng ra đường lớn. Vất vả cả ngày mệt quá đi mất thôi. Giang Cần đỡ eo nhìn tiểu phú bà, bản thân thì liên mồm than thở. Hoàng hôn đã buông, mọi người cũng về tới khách sạn, ôm lấy máy tính tập trung trong phòng của Giang Cần, bắt đầu xử lý và tóm tắt thông tin. Lựa cả một vài bức ảnh tiện tay chụp ra để tổng hợp tất cả thành một tệp, trình chiếu một bản ghi chép tương đối chi tiết. Ông chủ Giang vừa di chuyển con chuột vừa đọc kỹ từng chữ, cuối cùng hắn đánh giá xuất sắc cho thành quả lao động hôm nay của mọi người. Với tư cách là một nhà tư bản lão luyện, bạn nhất định phải biết cách cổ vũ nhân viên khiến họ tăng hiệu suất làm việc một cách hiệu quả. Ví như lần này, Giang Cần đã phân tích kỹ càng, thời gian dừng chân ở mỗi thành phố là 3 ngày. Vì sao lại là 3 ngày? Bởi nếu cật lực làm việc thì chắc chắn sẽ dư giả thời gian, nhưng nếu không năng suất cho lắm thì chỉ cần 3 ngày thôi cũng đủ rồi. Trong tình huống này, nhân viên sẽ có hai lựa chọn, hoặc là làm việc trọn cả 3 ngày, hoặc là làm việc chăm chỉ trong một ngày, hai ngày còn lại chỉ việc thảnh thơi hưởng thụ. Vì vậy, hôm nay mọi người đều cố gắng hết sức giữ sự hăng hái để mong sao có thể nhanh chóng hoàn thành công việc, bởi thế cho nên, hiệu suất làm việc được tăng lên rất nhiều. Đây chính là tuyệt kỹ, đi ăn vịt quay thôi. Giang Cần đưa những con người hừng hực khí thế này đi tới cửa hàng Tứ Quý Dân Phúc gọi 3 bàn, mỗi bàn 2 con vịt. Xé một miếng bánh bao lá sen, xếp 2 miếng thịt vịt lên, rắc hành lá sắt sợi và phết tương lên rồi cắn một miếng. Cảm nhận sự béo ngậy mỡ màng của lớp bì màu táo đỏ, rồi lại thấy sự mềm mại mọng nước của lớp thịt tiếp sau đó. Người của phòng 208 chạy ngược chạy xuôi suốt cả ngày đã đói rũ cả ruột, bây giờ chỉ oa oa đòi ăn. Bữa cơm sau khi lao động vất vả đúng là thơm ngon lạ thường. Giang Cần cuốn một cuốn đút cho Phùng Nam Thư, không được ăn mỗi một nửa đâu. Phùng Nam Thư hơi há miệng, vui vẻ cắn hơn nửa cái, mình không ăn nữa. Không phải mình đã nói không được ăn một nửa rồi sao? Mình ăn 2/3. Nghe xong câu này, tất cả mọi người trong bàn đều ngẩng đầu lên, thầm nghĩ bà chủ giỏi toán thực sự. Giang Cần im lặng một lúc, nhận ra bản thân không thể phản bác được, thế là tọng nốt 1/3 còn lại vào miệng, thay bạn tốt giải quyết nốt phần thừa mà người ấy không ăn nổi nữa. Ăn xong vịt quay, những kẻ ăn no uống say này lũ lượt về khách sạn nằm phè cả lũ, đến cả sức nói đùa cũng chẳng còn nữa. Tuy Giang Cần lợi dụng thủ đoạn tài tình để nâng cao hiệu suất làm việc của mọi người, nhưng nguyên lý của nó cũng chẳng khác gì so với chất kích thích, sau khi thuốc hết tác dụng thì chỉ còn sót lại những sự mệt mỏi và đau nhức bất tận mà thôi. Với tình hình này thì khó có ai lại tranh thủ buổi tối để đi dạo thăm thú được cả. Giang Cần cũng bị Phùng Nam Thư dắt mệt bã cả người, đến mức chẳng biết hai chân này là của hắn hay của ai nữa rồi. Vậy nên sau khi tắm xong một cái, hắn liền quyết định đi ngủ. Đừng nói là trời sập xuống đây, cho dù Phùng Nam Thư có đến làm nũng thì cũng không thể khiến hắn mở mắt ra nữa. Tuy nhiên ngay lúc ấy, chiếc điện thoại được Giang Cần đặt trên bàn bắt đầu rung liên tục, vang lên từng hồi chuông.
Giang Cần im lặng rất lâu, thầm nghĩ cứ theo quy tắc cũ, nếu gọi một lần mà không gọi nữa thì là chuyện không quan trọng, đợi sáng mai tính sau. Nhưng không ngờ chiếc điện thoại vẫn cứ reo liên tục, khiến ông chủ Giang cảm thấy cực kỳ bất lực. Cuối cùng hắn đành đưa tay cầm lấy điện thoại, dùng chất giọng đầy mệt mỏi hỏi ai đang ở đầu dây bên kia. Giang Tổng, tôi là Lão Hà, tôi có chuyện này cần bàn với cậu, bây giờ cậu có rảnh không? Hà Tổng, chuyện anh muốn bàn có phải là chuyện đôi ba câu là giải quyết xong không? Giang Cần uể oải hỏi. Hà Ích Quân sững sờ chốc lát, chuyện quan trọng mà đôi ba câu đã giải quyết xong cái gì? Tôi còn định nói chuyện với cậu cả đêm nữa kìa. Các bạn vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa À? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.